Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Mũi tên kia đã đâm xuyên qua hộ thân cang khí của hắn, giống như quả bóng bị nổ tung, tất cả nguyên khí tràn cả ra ngoài, càn quét khắp nơi, giống như là những gợn sóng ở trên mặt biển vô cùng hoành tráng. Là cung thủ, còn là cung thủ nguyên thần kiếp cảnh, cao thủ xuất hiện rồi. Cũng chỉ có cung thủ nguyên thần kiếp cảnh mới có thể bắn trúng đích ở trong tình huống này, hơn nữa phải nắm giữ tiễn thuật phi phàm. Người này là ai? Ở thiên hạ đại viêm này có thể tung ra một chiêu khủng bố như thế, nhẹ nhàng phá vỡ hộ thân cang khí của cao thủ ngũ diệp, chỉ có thể là người mạnh nhất trong ba đại thần xạ thủ ở thần đồ. Hắn đến rồi. Sư phụ, tiễn thuật mạnh quá. Rốt cuộc vẫn đến, hình như không chỉ có một tên. Một tấm nhất kích chí mạng, không đủ thì phải làm sao? Tham kiến Trần đại nhân. Một tiễn kinh thiên này là của hắn, ít nhất cũng phải là tu vi lục diệp. Đây là người mạnh nhất ở trong ba đại thần xạ thủ ở thần đồ, Thần Trúc, Trần Trúc. Họ tên Trần Trúc, chủng tộc Tam Hiệt, cảnh giới nguyên thần kiếp cảnh Tam Hiệt. Xem khí tức của bốn nữ tử này, ít nhất cũng có hai người đã bước vào nguyên thần kiếp cảnh. Nhưng nguyên thần kiếp cảnh chưa khai diệp thì không phải là nguyên thần kiếp cảnh chân chính. Hình như chơi lỡ rồi, hay là vô giải khả kích rút lui. Đại nhân có lệnh bắt lấy người của Ma Thiên Các giao cho trong cung xử lý. Thuộc hạ tuân lệnh. Chúng ta không phải là đệ tử của Ma Thiên Các, ngươi nhầm rồi, chúng ta là đồ giả. Nếu là giả, trảm lập quyết. Không rút tên. Sư muội lạnh không? Sư muội, người ngưng khí thành cang, tu sĩ thần đỉnh cảnh cộng thêm hạn chế của đại trận vu thuật, sao có thể đỡ được một tiễn của Trần Trúc, một trong ba đại thần xạ thủ của thần đô cơ chứ? Cung tên kia hình như là vũ khí địa giai, không kém cạnh gì cây cung ở trong tay của Lý Khánh. Hắn muốn giết toàn bộ bằng từng mũi tên. Cơ thiên đạo, người người chính là Trần Trúc, một trong ba đại thần xạ của thần đồ, mũi tên không bao giờ trượt. Ta nổi tiếng thế à? Quả thật là ta, ngươi đã xông vào nơi không nên xông vào. Tác phong của Ma Thiên Các vẫn luôn như vậy. Được rồi, hù dọa trước mặt kẻ khác thì thôi, trước mặt đại nhân nhà ta thì bớt mấy trò hề lại đi. Thực lực và tu vi của ngươi còn kém xa lắm. Đừng nói là ngươi, cho dù là Ma Thiên Các thật sự đến đây thì cũng phải chịu chết. Đại trận vu thuật này được chuẩn bị cho các tu sĩ tự cao tự đại như các ngươi. Ồ, tam đại thần xạ thủ của thần đồ. Vậy mà ta chưa từng chú ý tới kẻ này. Ngươi không bị đại trận ảnh hưởng. Ngươi đang hỏi lão phu. Ngươi có biết ngươi đang đối mặt với ai hay không?
Lòng dũng cảm đáng khen. Lão già, ngươi là ai? Rồi, điên rồi. Người đứng trước mặt của ngươi chính là chủ nhân chân chính của Ma Thiên Các. Con nhịn hết nổi rồi. Không sao.